Kính mời quý bà con theo dõi thông tin thị trường lúa gạo phân bón cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông Tổng hợp hôm nay ngày 1 tháng 11 năm 2021. Thưa bà con, sau hai phiên giao dịch biến động từ ngày hôm nay, giá lúa gạo đã được bình ổn trở lại. Trong khi đó thì không nằm ngoài dự đoán, giá phân lại tiếp tục tăng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời bà con cùng tiếp tục theo dõi. Đối với đồng bằng sông Cửu Long, những ngày qua, nguồn cung tiếp tục khan hiếm cục bộ ở một số loại phân khiến cho giá sản phẩm tăng cao. Điều này làm cho bà con nông dân phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chi tiết giá phân được cập nhật sáng nay ngày 1 tháng 11 như sau. Giá phân UD, UD Cà Mau 820.000 đồng đến 850.000 đồng trên một bao. UD Ninh Bình giá 810.000 đồng đến 840.000 đồng trên một bao. UD Trung Quốc giá 820.000 đồng đến 850.000 đồng trên một bao. Đối với phân DAP, sau nhiều đợt tăng giá thất thường thì sáng nay đã có dấu hiệu bình ổn nhưng vẫn ở mức cao. Theo đó, giá được cập nhật như sau. DAP Hồng Hà giá 1.200.000 đồng đến 1.250.000 đồng trên một bao. Đình Vũ giá 920.000 đồng đến 960.000 đồng trên một bao. Philippines giá 1.150.000 đồng đến 1.200.000 đồng trên một bao. Đối với phần Cali Miễn, tổng ngày hôm nay giá được cập nhật như sau. Cá miệng Cà Mau giá 800-830.000 đồng trên một bao. Ba con cò giá 800-850.000 đồng trên một bao. Canada giá 800-840.000 đồng trên một bao. Trong khi đó, giá phân NPK 16, 16 8 được cập nhật như sau. NPK 16, 16 8 Cà Mau giá 720.000 đồng đến 760.000 đồng trên một bao. Việt Nhật giá 720.000 đồng đến 750.000 đồng trên một bao. Wagner 20 202015 ba con cò giá 840.000 đồng đến 890.000 đồng trên một bao. Bình Điền giá 850.000 đồng đến 880.000 đồng trên một bao. Các bà con, theo nhận định của ngành chức năng thì giá phân trong tuần này sẽ tiếp tục tăng và trong đó tăng nhiều nhất là phân UR, phân DAP và kali miễn. Bà con lưu ý, đây là giá tham khảo trên mỗi bao phân 50 kg, giá sẽ được điều chỉnh tùy theo từng địa phương và từng đại lý. Tiếp theo mời bà con chúng ta cùng tham khảo giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long được cập nhật trên trang điện tử báo công thư. Thưa bà con, cập nhật mới nhất thì hôm nay giá lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đà tăng với lúa IR 50404. Trong khi đó thì giá của các loại có xu hướng tăng trở lại sau phiên điều chỉnh giảm sâu. Tại An Giang, Kiên Giang giá lúa IR 50404 tăng 150 đồng lên mức 5.200 đồng đến 5.300 đồng trên một kg. Như vậy, sau 3 đợt điều chỉnh, tới nay thì giá lúa IR50404 đã quay trở lại mức như ở tuần trước. Các giống lúa khác được cập nhật với giá cụ thể như sau. Lúa OM6976 tươi giá 5.400 đồng trên 1 kg, OM18 giá 5.700 đồng trên 1 kg, lúa IR50404 khô giá 6.000 đồng trên 1 kg, đài thơm 8 giữ giá ở mức 5.800 đồng đến 6.000 đồng trên 1 kg. OM5451 giá 5.600 đồng đến 5.800 đồng trên một ký. Tại Hậu Giang, một số khu vực nông dân đang thu hoạch lúa thu đông trên địa bàn tỉnh thì giá lúa tươi được thương lái cân tại ruộng vẫn ổn định ở mức từ 5.000 tới 6.000 đồng trên một ký tùy giống. Được biết, tính đến ngày 30 tháng 10, tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch được 26.300 hecta lúa, trong tổng số 35.365 hecta lúa thu đông đã xuống giống, với năng suất bình quân toàn tỉnh đạt 5,58 tấn trên 1 hecta. Các giống lúa khác giá tăng nhẹ và phổ biến ở mức 5.300 đồng đến 5.400 đồng trên 1 kg với lúa IR50404. OM 5451 giá 5.200 đồng đến 5.350 đồng trên 1 kg. Jackmin giá 6.500 đồng đến 6.600 đồng trên 1 kg. Với giá gạo, hôm nay đã tăng nhẹ trở lại sau các phiên điều chỉnh. Cụ thể, gạo nguyên liệu ER50404 tăng 100 đồng, lên mức 8.300 đồng đến 8.400 đồng trên 1 kg. Gạo thành phẩm ER50404 tăng nhẹ 50 đồng, lên mức 9.200 đồng đến 9.250 đồng trên 1 kg. Đối với gạo bán tại chợ lẻ như An Giang, hôm nay cũng đã dẫn giá gồm gạo nàng nhen 20.000 đồng trên một ký, gạo thơm thái hạt dài 17 đến 18.000 đồng trên một ký và gạo thường từ 11 đến 11.500 đồng trên một ký. Theo dự báo của ngành chức năng thì trong tuần này giá lúa sẽ tiếp tục được ổn định, không nhiều biến động, riêng gạo thì có thể sụt giảm do ảnh hưởng của việc giá gạo thế giới bất ngờ giảm. Còn giá phân dự báo cũng sẽ tăng khi nhu cầu sử dụng của bà con nông dân ngày càng nhiều. Thưa bà con, đến đây thì thông tin thị trường lúa gạo phân bón cho công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông tổng hợp từ nguồn trang báo điện tử công thương và trang thị trường phân bón .com đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Phú Nông mang đến sự khác biệt.